Chị em mình dạo này có trăm ngàn cách yêu đương khác nhau. Yêu đơn phương, yêu bất chấp, yêu dại khờ, yêu bla bla. Nhưng mà nói tóm lại là có hai nhóm chính là yêu an toàn và yêu thú vị. Ai cũng thích yêu đàn ông thú vị, nhưng đàn ông thú vị thì thường rất khó giữ. Cũng như ai cũng thích ăn ngon, mà mấy quán ngon thường không gần nhà. Cái gì mới mà không hấp dẫn? Nó kích thích được sự tò mò, sự hiếu kỳ. Nên càng không thử được, mình lại càng muốn thử nó, để cảm nhận, để tận hưởng được hương vị đê mê của nó. Nhưng thông thường, thú vị hay đi kèm với bất an. Bad boy nó thú vị lắm, nhưng nó bad. Khổ nỗi con gái mà cứ nghe nói đến bất an thì sẽ e dè, sẽ lại gạt qua tất cả mọi sự thú vị mà ngậm ngùi an phận quay về cái quán gần nhà. Dĩ nhiên sẽ không có gì là xuất sắc, nhưng vẫn đủ ổn để có một bữa ăn no. Thế nhưng cái sự quen thuộc dễ dãi này đôi khi sẽ đánh lừa chính bản thân bạn rằng là chỉ cần an toàn thôi là đủ. Sai, 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 quá sai. Chọn thú vị hay chọn an toàn, chọn gì cũng sai. Chúng ta có quyền có cả hai mà. Khi quen một người thú vị, hãy khiến anh ấy trở nên an toàn. Và khi quen một người an toàn, hãy nói với anh ấy biết rằng mình cũng thèm được thú vị. Nhưng tại sao không chịu nói ra? Tại ngại. Con gái mà hay ngại lắm, nói ra sẽ mất lòng. Cũng giống như việc mà thích ăn ngon nhưng hay ngại đi xa. Mà nếu ăn quán gần nhà thì ngại nói với chú chủ quán là chú nấu không ngon lắm. Đậu phộng trứng cút luộc không em ơi? À, dạ không, cảm ơn chị, em không ăn đồ luộc. Bất cứ lúc nào bạn ngại, hãy tự hỏi bản thân mình rằng ngại đi được cái gì, có đáng hay không? Tôi thì không chọn ngại, tôi chọn nói ra để có được cả hai. Thú vị và an toàn, hiển nhiên đúng nếu bạn biết cách yêu. Quán vừa ngon vừa gần, hiển nhiên đúng nếu bạn biết đề mình. Bộ sưu tập quán ngon quận mình, vừa ngon lại vừa gần.